Tập 5. Các đồng chí, thành dân lĩnh bị kẻ địch tấn công, trạm lương thôn Bạch Mã cũng gặp nguy cấp. Bộ đội trấn giữ không gửi người tăng viện được. Tất cả chiến sĩ bộ công an chúng ta là đội ngũ duy nhất có thể tăng viện nơi đó. Đầu tiên, chúng ta phải xông ra khỏi thành dân lĩnh, tấn công chính diện kẻ địch. Chuẩn bị xuất phát. Rõ. Tần chính quỷ. Tần chính quỷ, chúng tôi cũng đi. Tôi cũng đi. Tần chính quỷ, tính cả tôi nữa. Tôi cũng đi. Tôi cũng đi. Tính cả tôi nữa. Tôi cũng đi. Chú Tần, người của đội cảnh vệ đều đã được đưa tới. Tụi con đều nghe lệnh của chú. Tần Quốc Lương tôi, cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Bên dưới nghe theo chỉ huy của chú Phú Quý này. Có, cậu tổ chức cán bộ và nhân viên công tác liên quan ở lại, phụ trách duy trì trật tự trong thành, đảm bảo an toàn hội quân quản, ngân hàng cùng các đoàn thể khác. Rõ. Vương Tử, có, cậu đưa đội cảnh vệ cưỡi ngựa phá vòng dây từ cửa đông, đưa các đồng chí công an xông ra từ khoảng trống tôi đã tạo ra, chạy tới trạm lương với tốc độ nhanh nhất, tham gia chiến đấu. Rõ. Xuất phát. Đồng chí cơ quan, nghe tôi chỉ huy. Tần Quốc Lương đưa người phá vòng dây là lệnh của ông sao? Cái gì? Tần Quốc Lương phá vòng dây rồi. Bây giờ tôi lệnh cho các anh yểm hộ bộ họ, cố hết sức yểm hộ bộ họ. Đã rõ. Toàn lực yểm hộ. Báo cáo phó quan mã, đám thổ phỉ đột nhiên xông ra từ cửa đông, có khoảng bao nhiêu người? Khoảng 20-30 người. Đám người người đó xông ra cũng sẽ chết. Đổi các anh em giật dậy tinh thần, ai dám chạy trốn giết không tha. Rõ. Đánh cho tôi. Trạm trưởng Châu, dây điện thoại gặp sự cố rồi, không thể liên lạc với trong thành. Tiểu Ngũ, mau nghĩ cách xông ra, mau chóng quay về báo tin. Đi mau. Chó. Lên. Xông lên cướp lương thực cho tôi. Cướp được bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu, còn lại thì đốt hết. Chó. Theo đường sau đi.
thổ phỉ xông lên rồi. Rút. Báo cáo chính quỷ, thổ phỉ tới thôn Bạch Mã cướp lương. Bọn chúng đông người, chúng tôi không chống cự được nữa. Mau, đi. Đi. Tường này cao thật đó. Lên. Đừng lên dội. Dùng lựu đạn dễ khiến quân giải phóng chú ý. Dùng cách cũ đi. Mau. Trung đội phó trương, diễn quân giải phóng tới rồi, chúng ta rút thôi. Đừng quản, đợi thêm đi. Kêu các anh em rút về trước. Rõ. Thủ trưởng. Thủ trưởng, cuối cùng các anh đã tới rồi. Tổn thất nghiêm trọng không? Kho lương phía trước bị thiêu hủy một chút, bị cướp đi một ít. Kho phía sau, người của chúng ta đang tuần soát. Bây giờ người có thể chiến đấu chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Chúng tôi cũng không nhiều người. Kẻ địch sẽ nhanh chóng phản đòn. Phải tranh thủ thời gian tu sửa công sự, chống cự kẻ địch tấn công. Trước khi trời sáng, đại bộ đội sẽ tới. Đi theo tôi. Tam lương gia, tôi đã nhìn rõ rồi. Nguồn giải phóng đi trấn thủ kho trước, kho sau không có ai. Mau chóng chuyển lương, mau, đừng kinh động bọn họ. Để tay lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, tranh thủ thời gian, nhanh lên. Đưa qua đây, nhanh lên. Nhanh lên, để nào. Nhanh lên. Không được cử động. Nhanh lên, tiếp tục chuyển tiếp đi. Để chân lẻ tay lên. Không giống quân chi viện, quân giải phóng cũng không có bao nhiêu người. Đúng vậy. Cho pháo nổ tung cửa kho, rồi đánh lại cho tôi. Mở ra lối thoát, tất cả xông ra đi. Rõ. Nổ pháo.
yểm hộ. Trạm trưởng, kho sau phát hiện cái địch. Đi, theo tôi đi kiểm tra. Nhanh, nhanh lên. Rút, mau lên. Nhanh, nhanh nào. Rút, rút, mau lên. Bắn. Nhanh lên, nhanh lên. Ráng thêm một chút nữa, cho bọn họ thêm chút thời gian. Chần chừ là những quân cách mạng sẽ tới đó. Tới lúc đó họ sẽ bao vây ngược lại chúng ta. Muốn chạy cũng không chạy được nữa. Báo cáo, chủ nhiệm Ngưu đưa viện binh tới rồi. Thủ phỉ đang rút lui. Có đuổi theo không? Không. Kêu đại đội trưởng Ba đưa người tới trạm thôn Bạch Mã. Rõ. Rút mau, nhanh lên, nhanh lên. Chính quỷ, Vương Tử, cậu đi bố trí công sự phòng ngự cho tôi. Tất cả trấn thủ cho tôi. Rõ. Chuẩn bị rút lui. Ném tất cả pháo đạn ra cho tôi. Sang bằng khôi lưu cho tôi. Cường Tử, dẹp hết mấy cái pháo trước mặt đi. Rõ. Đi. Đi. Đó là ai vậy? Đi. Sao nhìn giống Tiểu Hoàng vậy? Ai cho cậu ta đi?
Chú Từ. Chú Từ. Chú Từ. Thằng nhóc này, con đã giải quyết bọn chúng rồi. Thằng nhóc này không cần mạng nữa sao? Giống chú Từ của con. Chú Từ, quay về nói với cha con, sau này cho con tiếp tục theo chú. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng. Trận này con đánh được chứ chú? Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Bác sĩ. Tiểu Hoàng. Bác sĩ. Trận này con đánh rất tốt. Tiểu Hoàng, con là một anh hùng đó Tiểu Hoàng. Chú Tần, con nằm mơ cũng muốn theo chú đi đánh giặc. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, con nhất định phải ráng lên. Con sau này còn phải theo chú Tần cùng đi đánh trận nữa. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng. Cán sự Lưu, tình hình bên ngoài sao rồi? Thủ phỉ đã rút rồi. Chủ nhiệm Ngô và bộ đội chi viện cũng đã tới. Vậy phía Trạm Lương thế nào rồi? Trần chính quỹ đã quay về chưa? Phía Trạm Lương vẫn chưa có tin tức. Có điều bộ đội tăng viện đã xuất phát rồi. Chắc không có chuyện gì đâu. Con rùa Đinh Lão Ngũ này, lần trước để ông ta thoát một kiếp. Tôi lại không cho rằng Đinh Tự Công Khẩu, Cướp Lương và Tẩy Thành là một đám người làm. Nếu nói như vậy, Đinh Lão Ngũ là thừa nước đục thả câu rồi. Đợi lát nữa bắt được ông ta, cho ông ta biết sự lợi hại của ta. Báo cáo chủ nhiệm, Trần chính quỹ trở về rồi. Tốt. Từng to gan. Tiểu tử này được lắm. Thủ trưởng. Tôi chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã bại trận. Tôi có lỗi với anh và cả chị dâu. Cậu nói lảm nhảm gì vậy? Mau đứng lên đi. Tiểu Hoàng. Đã hy sinh rồi.
đưa tôi cái khăn. Đưa nó đi đi, an táng nó và những chiến sĩ đã hy sinh. Tần Quốc Lương, đứng dậy đi. Cậu đứng dậy cho tôi. Từ lúc chúng ta làm cách mạng tới bây giờ, đánh bao nhiêu trận rồi? Có trận nào mà không có người hy sinh? Có chiến sĩ nào hy sinh không phải do cha sinh mẹ dưỡng? Cậu muốn quỳ, cậu có quỳ được không? Nếu như cậu là lính của tôi thì cậu phải đứng lên cho tôi. Tôi xin lỗi. Lão thủ trưởng, trung đoàn trưởng, liệu có phải là bẫy không? Như vậy đi, để tôi đi coi. Cẩn thận đó.
đội súng yểm hộ. Rõ. Đi. Duy trì cảnh giới, chia nhau tìm kiếm. Các cậu đi theo tôi. Trung đoàn trưởng, không cần phí sức nữa. Trước sau tôi đều coi rồi, không phát hiện bất cứ tình hình nào. Đinh lão ngũ này dám đi cướp lương thực, chắc chắn đã đoán được chúng ta sẽ đuổi lên núi. Trung đoàn trưởng Trần, như vậy đi, anh đưa bộ đội về dân lĩnh trước. Tôi dẫn theo vài người điều tra hành tung của thổ phỉ. Ai đó, mau ra đây. Rút lui. Nào nào, các huynh đệ vất vả rồi, vất vả rồi, nào. Đại gia, lần này chúng ta kiếm được món hời lớn rồi. Tọa địa pháo Dương Đông Kích Tây, tưởng mình thông minh. Đại gia dùng chiêu chim sẻ rình đằng sau quá hay. Đúng. Đại gia anh binh, về sau giang hồ dân lĩnh vẫn là của Đinh Tự Công Khẩu chúng ta. Lương thực lần này cướp được đủ cho chúng ta ăn nửa năm. Đúng vậy, sau này không phải lo chuyện lương thực nữa rồi. Đều là nhờ phúc của đại gia. Lần này xuống núi, may mà có Tam Đương Gia. Tiểu Nga, cô lập được công lớn cho Sơn Trại. Tối hôm nay bài yến tiệc, uống rượu mừng. Không uống sai không làm người. Hay, hay lắm. Đại gia, lần này chúng ta cướp lương thực của quân giải phóng. Đây chính là đối đầu đảng cách mạng. Lão đây chính là đối đầu đảng cách mạng. Sao hả? Lần trước đã đá vào chân ta, lần này phải dùng lương thực trả. Nhưng lần trước cướp xe lương của họ, không phải ông nói không được đắc tội quân giải phóng sao? Chuyện gì ra chuyện đấy? Lần trước là trong địa bàn của chúng ta cướp xe của quân giải phóng, tỏa địa pháo đánh bại chúng ta, đứng một bên kiếm người. Buôn bán lỗ vốn ai mà làm chứ. Lần này thì khác, bọn họ ở phía trước xung phong hãm trận, chúng ta ở sau kiếm người. Chuyện này ai mà không làm, có phải không? Đúng. Hơn nữa, trước mắt đảng quốc dân bị bại trận, đại rồi, khiến dân chúng ở địa phương chịu đói rét khổ cực than khóc. Trước mắt chỉ đảng cách mạng có tiền, không cướp của họ thì cướp của ai? Có bộ dạng kém cỏi của anh, đừng nói quân giải phóng không tìm tới đây, cho dù có tìm tới, cùng lắm chúng ta đổi chỗ. Dân lĩnh đâu có thiếu sơn động, khắp nơi đều là địa bàn của đại gia. Năm đó Trần Tử Chính đưa người tới đánh, lòng vòng mãi trong núi, không phải đã ra về tay trắng sao? Tôi không tin quân giải phóng có thể phong tỏa được dân lĩnh này. Cái này là phép vua thua lệ làng. Nói rất đúng. Nói với các anh em, cứ yên tâm là sống. Thoải mái uống đi, uống. Uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi. Giết gì vậy? Coi đi, coi đi. Coi giúp tôi đi. Để bảo vệ an toàn tài sản tính mạng cho người dân. Đảng cách mạng lợi hại thiệt đó.
Lần này thổ phỉ dữ như vậy mà cũng bị đánh cho chạy mất. Phải đó, sau này làm chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt của đảng cách mạng. Sợ là không đơn giản như vậy. Lại có tin mới sao? Hai vị không phải người ngoài, nói thẳng với hai người vậy. Đảng cách mạng sở dĩ có thể trấn thủ được, đó là bởi vì thổ phỉ lần này không tới Tẩy Thành mà tới cướp lương thực. Lương thực của thôn Bạch Mã đều bị cướp và thiêu sạch rồi. Sao ông biết vậy? Có cán bộ quân quản tới tiệm bốc thuốc. Vậy ông nói ai lại to gan như vậy? Sao mà tôi biết? Chuyện rơi đầu đó, không nên hỏi thì đừng hỏi. Nghe nói đảng cách mạng bách chiến bách thắng, xem ra cũng có ngày bại trận. Đi thôi, đi thôi. Đi, đi, đi. Lệnh giới nghiêm. Chú Tần, con làm lính của chú được không? Chú Tần, con đã đưa người của đội cảnh vệ tới. Tất cả nghe theo chỉ huy của chú. Con nằm mơ cũng muốn đi đánh giặc cùng chú. Anh Cường Tử, còn lâu mới nói. Anh lại gạt em. Uống rượu. Cha, uống nước. Con ở lại đội cảnh vệ, ai cũng biết con là con trai cha, gì cũng nhường con. Cha không đưa con đi cũng được. Cha điều con tới chỗ của chú Tần đi. Cha thật sự không nói lý lẽ mà. Thủ trưởng, Tiểu Quang từ nhỏ đã coi cậu là tấm gương, muốn ra chiến trường đánh thắng trận làm anh hùng. Tôi luôn ngăn cản, trong lòng nó luôn trách tôi. Cha Tiểu Hoàng là anh hùng kháng Nhật, mẹ là y tá chiến khu. Năm 40, chiến dịch Càn Quét phản kích Nhật đánh rất thảm khốc. Năm đó cha Tiểu Hoàng là quân đoàn trưởng của chúng ta. Ông ấy dẫn chúng ta phá vòng vây, tử vong ở thập tự lĩnh. Tôi cũng bị thương nặng. Chính mẹ của Tiểu Hoàng liều chết cõng tôi từ chiến trường xuống. Năm 41, quân Nhật không tập bệnh viện chiến địa. Mẹ của Tiểu Hoàng cũng hy sinh. Bọn họ đều là liệt sĩ, hy sinh chính cách mạng vì cách mạng. Thủ trưởng, tất cả là trách nhiệm của tôi. Tôi không nên để Tiểu Hoàng đi. Không, không thể trách cậu. Cậu đã làm rất đúng. Là tôi quá ích kỷ. Tôi muốn anh hùng kháng Nhật có hậu duệ, đợi toàn quốc giải phóng, để Tiểu Hoàng được sống trong Trung Quốc mới. Nhưng thật không ngờ, một nhà ba liệt sĩ thủ trưởng, xin hãy cấp binh cho tôi, để tôi đi xử lý thổ phỉ, triệt để tiêu diệt chúng, trả thù cho Tiểu Hoàng và các liệt sĩ đã mất.
quốc lương. Trung Quốc mới của chúng ta là do bao nhiêu liệt sĩ dùng tính mạng đổi lấy, hy sinh là điều khó tránh khỏi. Điều bây giờ chúng ta phải làm là dù phải trả giá thế nào cũng phải giữ được chính quyền mới của ta. Lần này Trạm Lương hy sinh nhiều chiến sĩ như vậy, chủ nhiệm Ngô rất buồn lòng. Không chỉ chủ nhiệm Ngô, Tần Chính Quỷ, Cường Tử, bọn họ cũng rất đau buồn. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy Tần Chính Quỷ đau buồn như vậy. Trạm Lương hy sinh nhiều chiến sĩ như vậy, đến Trạm Trưởng Châu cũng hy sinh. Chị La, lát nữa chị đi họp, tôi muốn qua bệnh viện đi thăm thương binh. Tôi còn nhớ lần trước tôi và cán sự Lưu đi đối soát sổ sách, người vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ chớp mắt một cái, bây giờ tôi nhắm mắt lại chỉ toàn nhìn thấy Trạm Trưởng Châu cười với tôi. Tôi rất hiểu điều đó, mọi người ai cũng đau lòng. Hay là lát nữa cô cùng vài đồng chí đi thăm hỏi động viên bọn họ đi, giúp đỡ cho bọn họ. Tôi xong việc sẽ qua. Được. Cán sự Lưu, trưởng phòng La, chủ nhiệm Ngưu kêu cô qua hộp. Được, tôi đang chuẩn bị qua đó đây. Tôi đi trước đây. Tiểu Dương, nhìn cô sắc mặt không tốt, tiều tụy đi rất nhiều, có sao không? Chỉ là trong lòng cảm thấy không vui. Phải đó, hy sinh là điều khó tránh khỏi. Chỉ cần mau chóng tiêu diệt thổ phỉ và tàn dư đảng quốc dân thì sẽ không còn hy sinh như vậy nữa. Chủ nhiệm, ngồi. Ngồi đi. Ngồi xuống đi. Các đồng chí, qua lời khai của những thổ phỉ Bộ Công an bắt được, lần này kẻ địch tập kích Thành Dân Lĩnh là tàn dư đảng quốc dân cấu kết thổ phỉ tạo ra thế lực phản động, bên ngoài tự xưng đội biệt động cứu quốc dân lĩnh. Lần trước tập kích Xe Dựng Lương và các đồng chí La Thiên Thanh cũng chính là đám địch này. Kẻ địch lần này tập kích, kế hoạch tỉ mỉ, tổ chức đàng hoàng, vũ khí hoàn hảo. Kẻ địch tấn công đông hơn chúng ta. Tuy đã bảo vệ được an toàn trong thành, nhưng Trạm Lương Bạch Mã Trang bị tấn công tổn thất nghiêm trọng. Cũng may Tần Chính Quỷ đi trước một bước, nhìn ra kế hoạch của địch, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Bớt nói mấy lời vô dụng đi. Cái gì mà hậu quả còn nghiêm trọng hơn? Tiểu Hoàng chết rồi, hậu quả đó không nghiêm trọng sao? Lúc đó nói với anh rồi, mục tiêu của chúng ta là Trạm Lương thôn Bạch Mã, anh nhất quyết không nghe. Lúc đó anh nghe tôi, Tiểu Hoàng không sao đâu. Lúc cần đánh không đánh, lúc cần tới không tới. Tôi thật sự không hiểu, đảng quốc dân các anh, đầu hàng đảng cách mạng chúng tôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Anh có ý gì? Bản thân anh tự biết. Tần Quốc Lương, quay lại. Thổ phỉ bị bắt đã khai ra rồi. Số 28 đường Sơn Tước là cứ điểm chúng gặp mặt. Tra soát, mặc thường phục, không được đánh rắn động cỏ. Nếu như không tin tưởng tôi như vậy, trước sở trưởng quân sự này, tôi không làm nổi nữa đâu. Tần Chính Quỷ đánh trận giỏi như vậy, để anh ta làm đi. Trung đoàn trưởng Trần, ngồi đi. Cậu cũng vì trấn thủ dân lĩnh, trận này không có ai sai hết. Tính khí Tần Quốc Lương là như vậy đó, không tranh luận nữa. Căn cứ tình báo sở tình báo Tây Nam cung cấp và khẩu cung của thổ phỉ chúng ta bắt được, cầm đầu đám thổ phỉ cướp xe lần trước gọi là tọa địa pháo. Người này họ Trần tên Đạt, vốn là lữ trưởng thiếu tướng quân số 20 đảng quốc dân, từng tham gia lớp huấn luyện cán bộ du kích quân thống ở Thành Đô, giờ tổ chức đội cứu quốc dân lĩnh. Chúng ta sắp nắm được phương hướng của chúng rồi, chuẩn bị bước tiếp theo tiêu diệt.
生命绽放的色彩。